Kem mà đang rất hot ở trên thị trường đó là kem kích trắng vitamin B10. Dòng kem này rất là hot luôn và shop nhà em đang phân phối ở trên tất cả các trên thị trường, tất cả các cửa hàng trên thị trường, tất cả các siêu thị hoặc là các tiệm spa hoặc là các tiệm thẩm mỹ đều đang sử dụng cái dòng kích trắng V10 vitamin B10 này. Ngày hôm nay shop nhà em sẽ tri ân cho các tình yêu với giá là siêu cực kỳ ưu đãi, chỉ có là 99k 5 hộp kích trắng B10 và những ai đặt 10 hộp bên em sẽ bao miễn phí ship toàn quốc luôn. Đặt nhân tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho cặp tình yêu 99k 5 hộp kit trắng B10 phí ship toàn quốc là 30.000. Những ai đặt 10 hộp bên em bao miễn phí ship. Trong kit trắng V10 này, ngày sản xuất 10 năm 2021 này, nhưng hạn sử dụng là lên đến năm 2024 mới hết hạn luôn. Hạn sử dụng rất là lâu luôn, nên là những anh chị em nào cứ mua cho em 10 hộp, 5 hộp hoặc là 20 hộp về mình cất, mình xài dần. Đó, dòng kit trắng vitamin B10 này kem rất là đặc sệt, rất là quém luôn, mùi rất là thơm luôn, với dung tích là 5g. Đó, và đặc biệt là ở đây có một cái viên thuốc vitamin B10 nữa, thì các tình yêu mỗi lần sử dụng cứ bỏ nhỏ viên thuốc B10 vitamin B10 này vào trong cái lọ vitamin này cho em, thế là vào trong cái lọ kit trắng này trộn đều lên là bật trong trắng sáng cho các tình yêu luôn. Đặc biệt á, là dòng này này bên giá trên giá thị trường một hộp như thế này em đang tri ân phân phối với giá là 50.000 một hộp, nhưng ngày hôm nay em tri ân cho đúng 10 anh chị đầu lại với giá là 99k 5 hộp, áp dụng chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm để em lấy lượng tương tác. Thành phần chủ yếu là gì đấy? Thành phần chủ yếu trong kit trắng B10 này là bột ngọc trai này, bột ngọc trai, dược liệu vitamin E, dược liệu vitamin C, B3, collagen. Đó, hồi tụ tất cả các thành phần từ thiên nhiên nên các tình yêu cứ yên tâm khi sử dụng. Và công dụng là gì? Công dụng là kit trắng thẩm thấu tầng lớp màng tẩy tế bào, phục hồi và tái tạo làn da đen xám trên mịn, ngăn chặn quá trình lão hóa da, chống lại sự hấp thụ của cực tia cực tím, đẩy lùi tế bào chết, loại bỏ tàn nhang nhanh chóng, có tác dụng đẩy mềm nhanh chóng chuyển bề dịch da mặt và giúp cho làn da của mình trắng sáng mềm mịn cực cách tự nhiên. Và độ chống nắng của nó là lên đến 50 cộng nên các tình yêu cứ yên tâm khi sử dụng. Khi các tình yêu nhận hàng sẽ được một cái hộp như thế này đấy, hộp nhỏ nhỏ như thế này, bé bé xinh xinh như thế này, nhưng là vua là thần thánh luôn nha các tình yêu. Vỏ còn nhỏ nhưng mà lại có vỏ. Đó, và đặc biệt là công ty Tóc Tiên Beautiful này đang phân phối cái dòng sản phẩm này, và em cũng đang phân phối cái dòng sản phẩm này cho công ty Tóc Tiên này nha, nên là các tình yêu cứ yên tâm khi sử dụng. Thành phần 100% dược liệu từ thiên nhiên nên là không gây kích ứng da, không gây dị ứng da. Da anh chị em nào đang gặp vấn đề như là da khô, da thô, da nhờn hoặc là da bị lão hóa, hoặc là da nào mà đen nghị, đen xỉ, đen ngắm, đen do môi trường sống, đen bẩm sinh, thì sử dụng ngay cái dòng kích trắng vitamin B10 này cho em, bật tông trắng sáng cho các tình yêu trong vòng 10 ngày sử dụng, nên các tình yêu cứ yên tâm mà sử dụng. Kem rất là quyệt, rất là thơm, rất là dẻo luôn, mùi kem rất là thơm nên em sẽ test thẳng lên like cho các tin yêu xem. Đó, một ngày mình sử dụng cho em 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Đó, đồ chống nắng lên đến 50 cộng nên các tin yêu cứ yên tâm khi sử dụng. Em bôi test thẳng lên like cho các tin yêu xem nha. Bôi từng nào kem thẩm thấu da từng đó, làm da mềm, da mịn, da mượt luôn. Da anh chị em nào mà đang bị khô này, khô hết này, rồi là da mà bị mỏng này, hoặc là da anh chị em nào mà bị dị ứng gây kích ứng da, thì sử dụng cái dòng kem này rất ok luôn, không có vấn đề gì hết cả. Da anh chị em nào đang gặp cái vấn đề như là đen bẩm sinh, đen do môi trường sống, hoặc là da khô, hoặc là da bị đôi môi nhiều, nám nhiều, mụn nhiều, sử dụng rất là ok luôn, che hết tất cả các khuyết điểm trên da. Và đặc biệt là kem rất là mềm, rất là mịn luôn, không có bị bệt dịch, không có bị lộ lại vân kem, và không có dính lên áo quần luôn. Bôi từng nào thẩm thấu da từng đó. Và hơn nữa, kem của bên nhà em này, bôi kem này vào là mình có thể là trang điểm nhẹ để đi make up là chi cũng ok luôn nha. Và đặc biệt hơn nữa là kem nhà em không có trôi nước luôn. Đây, hai sự khác biệt nhau hoàn toàn. Một tay thì em đang mới bôi rất là trắng mịn hồng hào, một tay em chưa bôi đen thui luôn. Đó, đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại bên em lên đơn cho cặp tình yêu với giá là siêu cực kỳ ưu đãi, chỉ cho 10 bán thôi. Quá 10 bán thì bên em về lại một cái giá là một hộp 50.000. Đó, ngày hôm nay em tri ân đúng 10 bán với giá là 99k 5 hộp, 10 hộp thì em bao miễn phí ship luôn. Đó, có nhiều chị cứ hỏi em xài cái này có hiệu quả không em? Dạ ok, hiệu quả, bật tông trắng sáng cho chị 10 ngày chị sử dụng. Và xài cái này có gây kích ứng da không? Dạ em thưa với chị là không gây kích ứng da nhé chị. Xài rất là ok, rất là hiệu quả luôn. Đặt hàng cứ lên đơn để lại số điện thoại bên em tư vấn kỹ cho các anh chị đẹp. Để lại số điện thoại là sẽ có đơn. Đó, cứ để lại số điện thoại bên em tư vấn kỹ, không đặt cùng được, để lại số điện thoại bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn kỹ cho các chị đẹp. Chỉ có giá là 99k 5 hộp và phí ship đấy mà chúng toàn quốc là 30.000. Những ai đặt 10 hộp bên em bao miễn phí ship toàn quốc luôn. Đặt hàng nhân tay để lại số điện thoại bên em lên đơn cho